một giờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào quý vị khán thính giả, quý đại, quý thân hữu, quý Phật tử. Khi chúng ta nói đến freedom, tức là tự do đó, thì trong kinh A Di Đà đó, Đức Thích Ca có giới thiệu tạo dựng thế giới cực lạc là Pure Land. Công đức, thiền, căn có đầy đủ. Thế giới tự do được hình thành. 100.000 người tâm lương thiện, hạnh phúc. Có mặt cực lạc sinh. Thiên đường cõi tịnh ngồi chung hưởng, xây lại buồng tim mịm miệng cười, thở nhẹ thở sâu, nhìn mỗi niệm, niết bàn cực lạc cõi Tây Phương. Công đức thiện căn có đầy đủ, thế giới tự do được hình thành. Khi trong gia đình của mỗi chúng ta đó, có công đức, tức là người nào cũng sống hiền lành, và công đức thiện căn, tức là cái căn lành, mà công đức tức là làm lành, lánh dữ. Có cái căn lành rồi, nhưng mà phải làm lành, lánh dữ nữa, thì gia đình đó tự nhiên có sự yên vui và tự do. Thì trước hết ngay trong con người của mình nó cũng vậy, phải có đầy đủ công đức và thiện căn. Thiện căn tức là cái căn lành lúc nào cũng có sẵn, mà phải mời gọi cái năng lực của thiện tâm đó thức dậy. Thì khi mời gọi được bao nhiêu thì cái sự an lạc, cái niềm vui và hạnh phúc của mình có mặt bấy nhiêu. Cũng như trong bàn tay của mình, nó có đầy đủ tiền bạc, tài sản, nhà cửa, cho đến những yếu tố vật chất trong đời sống. Mình mời gọi cái năng lực của bàn tay mình nó thức dậy. Phải siêng năng, bởi cái ý thức trong lành, ý thức về học hành, ý thức về có nghề nghiệp chuyên môn, và ý thức về siêng năng để đi apply, tìm kiếm công việc. Và khi làm việc, mình dùng cái bàn tay của mình. Thành ra khi mà nhìn kỹ trong bàn tay, cũng có công đức, cũng có thiện căn. Nghĩa là có một cái năng lực để tạo tác. Nhưng mình không có ý thức để mời gọi. Thì cái bàn tay của mình chỉ làm những cái công việc thông thường, như quét nhà, nấu ăn, rửa chén bát. Nhưng mà cũng bàn tay ấy, mình có thể lái xe, có thể lái máy bay, và có thể tạo nên những cái sản phẩm, nào là xây dựng nhà cửa, làm bánh trái, và có những người dùng cái bàn tay để tạo nên những cái máy vi tính, những cái máy điện thoại, rồi những cái máy rất là tân tiến trong thời đại khoa học để cho chúng ta dùng. Xong đã có điện thoại, có tivi, có computer, có handphone. Vì giờ có những cái máy rất nhỏ gọi là laptop. Bàn tay hết. Thành ra trong bàn tay của mình nó có đủ cái sự tự do để tạo tác những cái điều lành,
và có đủ cái điều kiện để nó làm lên những cái yếu tố mình có thể có được. Từ khi nhìn vào bàn tay như thế, thì mình nhìn vào trong gia đình của mình, người nào có nụ cười dễ thương, người nào cũng ăn nói nhẹ nhàng, người nào có khả năng lắng nghe nhau, thì trong gia đình chỉ hai vợ chồng và hai mặt hay ba mặt con thôi, đã là hạnh phúc lắm rồi, đã là có niềm vui và có sự tự do trong gia đình rồi. Thì từ đó ở trong một gia đình lớn, trong một cộng đồng, trong một xã hội cũng như thế, mỗi người có thiện căn và có đầy đủ công đức thì tạo ra cái sự tự do và thế giới lành mạnh của an bình. Thành ra trong Kinh Di Đà chỉ rõ về cái sự tạo tác thế giới an bình của tâm hồn, tự do tư tưởng, tự do của đời sống và tự do tạo ra thế giới cực lạc, thế giới thiên đường. Công đức thiện căn gọi đầy đủ, thế giới tự do được hình thành, 100.000 người tâm lương thiện, hạnh phúc có mặt, cực lạc sinh. Một cho đến 100.000 người, nhiều người bao nhiêu thì tạo ra thế giới an lành bấy nhiêu. Nhưng mà trái lại là cái gì? Trái lại trong gia đình chỉ hai người thôi, mà hai người đều có thiện căn nhưng mà không có tạo công đức, không làm lành, không lắm giữ, không biết ăn chay, không biết giữ giới, không biết đi chùa, không biết ngồi thiền, không biết lễ Phật và không biết niệm Phật. Thì như vậy mình có tạo tác về đời sống vật chất để an hưởng, nhưng mà không có thiền căn. Có thiền căn nhưng mà không nuôi dưỡng được thiền căn, không làm cho thiền căn mỗi ngày mỗi sáng ra. Cho nên mình có bao nhiêu cái hiền lành của cha mẹ nuôi lớn lên, có cái tập quán văn hóa, mình thừa hưởng hết. Cho nên cái thiền căn mình nó có đó, nhưng mà nó ngủ chìm, nó không có thức dậy. Cũng như là lúa gạo nó ở trong cái hạt, nó ở trong vỏ trấu. Nhưng mà mình biết trồng tỉa được một mùa thôi, mình thụ hưởng được một mùa, và mình không tiếp tục trồng tỉa và hoặc là làm nhiều để cho mượn, cho vay hoặc để dành. Thành qua sang năm mình đói, mình hưởng thụ cái mùa gặt của năm ngoái thôi, qua mùa gặt mới mình không có, qua những mùa gặt sau mình không có. Có nghĩa là mình có cái hạt giống, nhưng mình không có trau dồi, mình không có nuôi dưỡng. Cho nên thiền căn lúc nào có đầy đủ, nhưng mà công đức để vun bồi thiền căn đó phải luôn luôn trau dồi mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày trong đời sống. Tức là sáng nào cũng có ngồi thiền 5-15 phút, sáng nào cũng có lễ Phật, có niệm kinh 5-15 phút, sáng nào cũng có nghe pháp 5-15 phút, và sáng nào mình cũng nở cái nụ cười thân ái với chính mình, với người thân một vài phút trước khi đi làm, sau khi đi làm về, và tiếp xúc trong đời sống vậy, mình niềm niệm gửi cái ý thức về trao dồi cái thiền căn, nó khơi dậy từng giây từng phút. Vì vậy cho nên mình lúc nào có niềm vui, có nghĩa là có tự do, không bị ràng buộc bởi cái ý niệm và bởi những cái thúc bách thường tình mà do tâm ý mình nó sinh khởi, không được trau dồi, không được huấn luyện. Cụ Nguyễn Du nói thiền căn ở tại lòng ta. Thiền căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Tức là chữ tâm tức là thiền căn. Cái thiền căn đó nó hay hơn tài ba. Bởi vì tài ba mà không có lòng thương, không có lòng từ bi, thì cái tài đó, cái tài đi với chữ tài một vần. Tài hoa, tài ba, tài cán, và tài trở nên tài xạo. Tài trở nên liếm, trở nên quỷ kế, trở nên xạo mỉ. Cho nên tài phải có đức. Chữ tài đi với chữ đức. Tài sinh tuệ trí.
tài bồi đức cao. Tài đức nhật nguyệt hai vai, đem niềm vui lớn. Đem niềm vui lớn cho người, cho ta. Chữ tài và chữ đức nó đi đôi với nhau như là đôi chân với con mắt, như cái miệng ăn miệng nói với cái ý thức trong sáng, với cái dáng dấp điều bộ hiền lành, thì cách nói năng cũng như cách làm việc của chúng ta lúc nào cũng tiếp ứng với môi trường, với hoàn cảnh. Thành ra mình rất có nhiều hạnh phúc, có nhiều hạnh phúc. Một hôm con nai mẹ nó hỏi cái con nai con: các con biết tại sao mẹ dạy các con không nên đi xuống làng xóm? Thì mấy đứa con nó nói: tụi con biết rồi, mẹ nhắc nhiều lần lắm. Nếu các con biết sao mà cứ bị tai nạn hoài, gia đình mình đông lỏng nhưng mà thường bị thương tích, thường bị loài người sập bẫy bắn giết, tại sao các con được ba mẹ dặn dò hoài mà các con cứ bị tai nạn hoài, làm sao? Bây giờ các con đừng có xuống làng xóm, đừng có đi vào những cái vườn tược, dù cây lá rau đậu nhiều các con cũng nên vào ăn. Các con phải tự kiếm ăn ở trên núi đồi thiên nhiên. Thì có những đứa con phản đối, nó nói: đâu có được, hãy chỗ nào có thức ăn ngon là mình cứ tới chứ. Cái chết là có lúc, đâu phải lúc nào cũng chết. Cái tai nạn có lúc, đâu phải lúc nào cũng tai nạn. Mình cứ rún rún ở trên núi, ở trong những vùng đồng xanh cỏ vắng thì làm sao mà mập mạp được. Mẹ thở dài, mẹ nói: các con nghe lời mẹ dài thì nó đỡ hơn, nghe lời mẹ dài thì các con có tự do hơn, nghe lời mẹ dài thì các con có niềm vui hơn, và nghe lời mẹ dài thì các con bớt đi thù hận. Bởi vì loài người thật sự ra họ không thù các con đâu, họ không thù. Thì một con nai trong đàn không thù, tại sao họ giết tụi con? À, không thù nhưng mà họ vì miếng ăn, họ ăn thịt nai, họ ăn quen rồi cho nên họ nó ngon lắm, thành ra họ chỉ bắt nai họ làm thịt thôi, họ thú vui họ làm thịt họ ăn thôi, họ đâu có thù mình đâu. Có con phản đối nói: không thù thì đừng có giết. Nhưng mà loài người vẫn giết nai, thui nai, làm thịt nai và thích thú lắm. Nhất là có những cái quán thịt nai, thịt dê, dê, thịt rừng, nhậu rồi ăn uống rồi thỏa mãn lắm. Đó là thói quen. Ít khi con người ăn thịt nai mà thù con nai lắm. Ít khi con người nhậu nhẹt mà nghĩ tới thù gia đình con nai. Không có, không có ý niệm đó. Nhưng mà vì thói quen, và thói quen tạo nên những lỗi lầm. Thói quen không có ác, không có cố ý ác, nhưng mà tạo nên lỗi lầm vì cái thói quen của miếng ăn. Ăn chay cũng là chỉ thói quen. Và các vị thấy ăn chay ấy, thì dĩ nhiên là không trực tiếp, không gián tiếp sát hại. Thì cọ cây cũng là sự sống, nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn. Thì các vị thấy các thầy, các sư cô, chúng tôi ăn chay đâu có yếu ốm, đâu có thiếu sức khỏe. Năm nay tôi 70 tuổi, có nhiều thầy 80 tuổi. Thiền sư Nhật Hạnh năm nay là 87 tuổi mà vẫn đi thuyết pháp
nhiều quốc gia trên thế giới, và một lần nói pháp là cả 5-10 ngàn người nghe, và nói như thanh niên, năm nay 87 tuổi. Thì từ đó chúng ta thấy rằng cái cách ăn uống là thói quen, và thật ra không hẳn có cái thú độc ác, cái thói độc ác. Có ai giết cả mà thù cả đâu, có ai giết nai rừng mà thù nai rừng đâu, nhưng mà thói quen ăn thịt nai rừng, thói quen ăn cá biển cá đồng, thói quen ăn thịt cầy. Có một vị linh mục quen chúng tôi, người Bắc. Tôi quen hồi Việt Nam, tôi hỏi cho linh mục ở Bắc có ăn thịt cầy không? Nói, có chứ, thịt cầy là một cái thứ ngon lắm. Nói, ngoài ra không ăn gì khác, tại sao ăn thú thịt cầy? Chỉ có thịt cầy thôi, có thịt gì đâu. Thịt rừng, thịt những thú khác cũng ngon lắm, nhưng mà thịt cầy ngon hơn đấy. Tôi nói đó là thói quen. Cho nên tôi nói chơi, tôi nói nếu mà linh mục ăn chay cũng ngon lắm. Tôi ăn chay từ nhỏ đến lớn, nhất là ăn rau muống đó. Ở ngoài Bắc có thứ rau muống làm 7 món cũng ngon lắm. Rau muống 7 món, luộc rau muống 1 món, xào rau muống 2 món, làm gỏi rau muống 3 món, nấu canh rau muống 4 món, rau muống làm với chua 5 món. Rau muống có một thứ làm rất ngon, rau muống đem luộc rồi chiên rồi trộn với mè, món nữa thú vị vô cùng, là món thứ 6. Và món thứ 7 là rau muống mà ướp cháy. Rau muống mà luộc rồi mà đem mà ướp cháy mà làm giòn đó. Mà trước khi ướp cháy giòn đó, trộn một tí bột lăn ướp giòn. Rau muống thôi 7 món. Cho nên ở ngoài đời có thịt bò 7 món, thì trong chùa tôi có rau muống 7 món, và tôi ăn cũng thấy ngon miệng như thường. Và thưa quý vị, bây giờ các nhà nghiên cứu dinh dưỡng học đó, họ nói mình ăn một bữa ăn mà chỉ 1 món thôi thì không những ngon miệng mà tập trung được cái tâm ý trong việc ăn chậm rãi, nhai cho nhuyễn, rồi nuốt, rồi tạo ra một cái chất bổ phi thường. Và khi ăn vào trong bát tủ thì nó không có mệt. Bởi vì khi mình ăn một bữa ăn mà có 5-7 món thì cái mùi vị khác nhau, cái chất lượng khác nhau, và cái ngọt, chua, cay nó khác nhau. Nó vào trong nó phải lọc, nó phải làm việc, nó phải biến hóa, thành ra cơ thể mình rất là mệt, nhất là bao tử. Nó phải tiết ra một cái chất chua, rồi nó làm cho hòa tan đi cái thức ăn uống, và sau đó nó mới biến thể và thành ra cái lượng của chất bổ, rồi qua cái lượng máu, rồi nó đưa đi cơ thể. Nó làm việc mệt ghê lắm. Cho nên trong cái phép dinh dưỡng và sức khỏe đó, ăn ít lại, ăn chậm lại, ăn nhai cho nhuyễn, và khi ăn tối thiểu 2 món. 2 món là tối đa, nhưng mà 1 món thôi. Ví dụ hôm nào ăn rau muống, chỉ ăn rau muống thôi, thêm canh rau muống cũng được, rau muống xào cũng được, 1 món 1 thôi, chỉ rau muống. Hai bữa đó các vị chưa ăn chay trường như chúng tôi được, có thể ăn cá thôi, chỉ có 1 loại cá thôi, chan được cá, ăn cá. Và có thể cần được thêm một ít rau đơn giản, thì ăn xong nó khỏe, nó không có mệt, và ngủ rất ngon.
Các vị thử đi, một người đi ăn tiệc, tối đã không ngủ được. Ăn quá nhiều, ăn quá no, và ăn vào trong cơ thể, nào là rượu, nào là thịt, nào là cá, nào là chiên, nào là bơ, và nào là gia vị, đủ thứ hết, 5-7 món. Về tối hôm đó mệt, có người lên cơn và bệnh. Có người vì ăn mà trung thực, và có thể bệnh nặng hoặc qua đời. Cho nên ăn là một phép lạ. Và ăn cũng là một cái cơ hội để mà thanh lọc cơ thể và để có sự tự do. Đâu phải vì miếng ăn mà chúng ta mất tự do. Nhưng mà có thể vì miếng ăn mà chúng ta không có tự do. Một người mà thích ăn ngon phải đi tìm cho đúng một cái tiệm hợp khẩu mới ăn được. Đói mới thì đói, nhưng mà đi tìm cái tiệm và cái món cho hợp khẩu mới ăn được. Không đi tìm được cái tiệm đó, không đi tìm được cái món đó là không ăn. Vợ đưa vào tiệm này không ăn, ngồi thôi. Và nếu có cái món ăn đó, có cái món rượu đó mới dùng tới, rất là khó tin. Bởi vì vậy trong gia đình, vì cái miếng ăn mà có thể không vui với gia đình, với con cái và căng thẳng. Có những người Việt Nam qua Mỹ rồi cũng rất khó tin. Vợ chồng đi làm về rất cực nhọc mà vợ nấu những cái món mà không hợp khẩu, ngồi đó không ăn. Có thể đi mở tủ lạnh tự nấu lấy, và có thể âm thầm đem một vài đứa con cưng của mình hoặc là tự thân mình ra tiệm ăn một mình. Mà quên cái bữa cơm ấm cúng của gia đình, quên cái sự nấu nướng mệt nhọc của những người ở trong gia đình, và quên cái bàn tay với trái tim yêu của vợ, của con, chỉ vì miếng ăn mà có thể làm cho gia đình mất hạnh phúc, không còn nụ cười và không có cái cơ hội để tiếp xúc với nhau trong những bữa ăn của gia đình buổi tối hoặc là những ngày cuối tuần. Uổng lắm, rất là uổng. Xét lại thử coi mình có bị cái tình trạng đó vì miếng ăn mà mất tự do, vì miếng ăn mà hạnh phúc gia đình có thể bị khô cạn tình cảm. Có phải vì miếng ăn mà mình hay giận vợ, giận con, giận người thân, người yêu, giận người nấu nướng hay không? Xét lại, mình mất tự do nhiều cơ hội lắm. Thành ra Đức Phật nói mình muốn có tự do đó, thì mình phải đơn giản. Đơn giản trong cái nhìn, trong quan niệm, và trong cái ăn, trong cái mặc, trong lối sống. Đừng có bị một cái nếp nào, đừng có bị một thói quen nào nó trói buộc mình, nó làm cho mình khổ. Khổ là mất tự do, và khổ là bị ràng buộc. Khi ăn, khi mặc, cào nhào, vợ chồng không có nụ cười trên môi. Bởi ăn nên phải luân hồi, bởi ăn nên phải đứng ngồi không yên. Khi ăn, khi khổ nối liền, làm cho khờ nhả, mỏi mòn thân côi. Khi ăn nên phải dịp dồi, khi uống nên phải lôi thôi tháng ngày. Thiên đường cực lạc đâu xa, giản đơn ăn uống, đây là gọi ăn. Niết bàn đâu có đâu xa, giản đơn ăn uống, niết bàn là đây. Nó rõ ràng như thế, thưa quý vị.
ở quê tôi, sát nhà tôi có một gia đình rất nghèo, gia đình thím Uy, chồng là Trần Hàng. Trần Hàng mà ủy thác cho cho vợ là thím Uy. Ủy thác cái gì? Ủy thác 12 đứa con trai, cứ mỗi năm là sinh mỗi đứa. Cưới về sau 15 năm là đẻ 12 đứa. Gia đình rất nghèo, nghèo lắm. Nhưng mà rất có hạnh phúc, rất có hạnh phúc. Chồng đi làm thuê, cày ruộng, chăn trâu, lùa vịt. Vợ ở nhà nuôi heo nuôi gà, với 12 đứa con trai, cho ăn học. Mỗi bữa ăn như thế là một nồi cơm lớn, đồn, đồn khoai mì, ở ngoài miền Trung gọi là khoai sắn. Và luộc một rổ rau muống, có khi thì một rổ rau khoai, hoặc là có khi một rổ rau bay. Luộc một rổ lớn, kho một cái nồi nước, mình bây giờ gọi là nước mắm đó, nhưng nhà quê gọi là nước ruốc. Con tép mà họ đem nghiền thành ruốc và họ kho. Và gia đình chỉ vỏn vẹn một nồi cơm đồn khoai mì, một rổ rau lớn với một son lớn nước ruốc. Thế mà 12 miệng ăn của 12 đứa con trai. Và vợ chồng chú Trần, thím Uy ăn uống rất ngon, nhất là bữa ăn tối. Tất cả 12 đứa con trai và hai vợ chồng đầy đủ có mặt. Và tôi thấy một cái rổ rau lớn lắm, phân chia từng đĩa, từng đĩa. Cứ 4 đứa là một đĩa, 12 đứa là 3 đĩa, hai vợ chồng là một đĩa. Và mỗi đĩa như vậy thì có một cái tô nước ruốc. Và mỗi người thì có một cái phần cơm bỏ trong tô sẵn, cơm đồn sẵn. Đơm trong còn dư trong vọn vẹn một tí thôi. Và sau khi những đứa con mà nó ăn nhiều, nó ăn không no, nó ăn luôn. Cho nên cả hai con chó ngồi hai bên chầu, không còn miếng nào hết. Tội nghiệp. Tội nghiệp cái gì? Không phải tội nghiệp cho gia đình, bởi gia đình nó có hạnh phúc lắm, mà tội nghiệp gì? Tội nghiệp cho hai con chó, cứ đói hoài. Thành ra những con chó nhà quê không có phần. Không phải như con chó của Mỹ bây giờ có thức ăn, thức uống ngon, đầy đủ. Và được ăn trong chén, trong bát như là người cũng có khác. Và tôi nhớ cái hình ảnh của gia đình chú Trần Thế Mũi. Tôi thấy tại sao có hạnh phúc. Có đến 12 đứa con trai được ăn, được học. Và sau đó tôi đem đi tu 3 đứa. Đưa vô Đà Nẵng, vô Nha Trang, sau đó vô Sài Gòn. Nhưng mà tiếc thay năm 1975 á, thì được gọi hòa bình, cho nên mấy cháu nó về hết, không đứa nào tu nữa. Và lúc đó tôi ở bên Mỹ rồi, tôi qua Mỹ năm 1974. Cho nên tôi ở nhà là tôi dìu dắt được nhiều em xuất gia tu học. Mà hòa bình thì hòa, chứ đâu có cần về nhà. Bởi vì hòa bình cũng đâu có tự do đâu. Khi Nam Bắc không đánh nhau, cũng chưa có nghĩa là có tự do. Đi tu mới có tự do. Đi tu mình tự do hoàng đạo, tự do làm việc thiện, tự do sống theo cái chí hướng làm lành lãnh dữ của mình, và không cần bám víu vào những cái sinh hoạt thường tình của người thường. Và người tu như thế tuy không có nhiều, nhưng mà có rất nhiều tự do. Tuy đi tu không có tiền bạc, nhưng mà có rất nhiều tự do. Như thế tự do đâu phải là ăn cho nhiều, ngủ cho nhiều. Ăn uống dư thừa mà có tự do. Ăn một món thôi mà nuôi được 12 đứa con. Ăn học khôn lớn, dù là chiến tranh, dù là trong cái hoàn cảnh nhà quê rất là nghèo thiếu, mà vẫn có hạnh phúc. Đứa nào mà lên học, khỏi trung học hết. Và đứa nào mà lên tiểu học thì được dành dùng tiền bạc đưa lên trên tỉnh, mà lên tỉnh học thì có đến
6 đứa đi vào đại học. Và sau này nó cũng ra có công ăn việc làm rất tốt để nuôi ba mẹ già sau này. Thì đâu phải là mình dư tiền, dư của, có nhà lầu, có đủ thứ hết, con cái mới nên đâu. Nhiều người có tiền, có bạc, gia đình có dư dả tiền bạc nhưng mà sống bất hòa, không bỏ có bà cơm đâm ấm gia đình. Tôi biết một số các vợ chồng làm neo có tiền lắm và cho con ăn học, ra bác sĩ, ra nhà sĩ, ra luật sư. Nhưng mà cũng có một số các bác sĩ, luật sư làm có tiền lắm mà ly dị, ly hôn, không có hạnh phúc. Cái chuyện đó xảy ra nhanh nhàn ở trước mắt và có thể ngay trong gia đình chúng ta. Và chúng ta đặt một câu hỏi, tại làm sao như thế? Tại vì mình không có tự do lắng nghe, không có tự do thảo luận, không có tự do để người khác nói và không có tự do để người khác chia sẻ. Mình lúc nào cũng dành cái quyền tự do đặc biệt cho mình mà không để có sự tự do cho người khác. Cho nên trong gia đình không thảo luận được, không chuyện trò được và không vui vẻ với nhau được. Đó là sự mất tự do của người kia cũng như mất tự do của mình. Và khi mất tự do thì có chiến tranh, có tình trạng ly hôn, có tình trạng ra ở riêng và con cái lớn lên có ba, có mẹ. Đó là cái biến cố hiện nay của xã hội Tây Phương và Đông Phương ở khắp nơi, từ thành thị, kể cả nông thôn, thưa quý vị. Cũng vì nghĩ thương Phật tử, thương học trò, thương các giới thân hữu làm việc vất vả mà không có tự do và hạnh phúc. Cho nên tôi cũng bôn ba đi đó để lập tu viện, để hướng dẫn Phật tử hướng về đời sống tự do của cá nhân, của tâm hồn, và để đem cái niềm an vui nhỏ nhỏ cho gia đình, dù một tí thôi nhưng mà rất cần thiết, rất là cụ thể. Và tại Mỹ tôi thành lập chùa Từ Quang, rồi sau đó 10 năm tôi thành lập tu viện Kim Sơn tại Bắc California. Sau đó tôi qua miền Trung Mỹ tại tiểu bang Alabama, tôi thành lập tu viện Liên Trì trên 80 mẫu và một cái cơ sở rất lớn để mà hướng dẫn cho tăng ni và tín đồ người ngoại quốc. Sau đó các đệ tử ở tại miền Bắc Cali phụ nhau thành lập thêm một cái tu viện khác gọi là tu viện Thôn Yên, chúng ta thường gọi là Bamboo Garden đó, ở tại thành phố Gilroy, 47 mẫu. Và Phật tử, các giới thân nữ bây giờ lui tới tu học nghe Pháp rất là đông. Cách thành phố San Jose chỉ có 17 phút thôi. Cách đây không bao lâu, 6 tháng trở lại, tôi lập thêm một cái tu viện Quán Âm Nam Hải tại thành phố Panama City ở tại Florida, miền Tây Bắc, Trung Mỹ, Hoa Kỳ. Tôi đăng tạc 4 cái pho tượng Quan Âm Lộ Thiên, bảy thước bằng đá granite, một pho tượng cho tu viện Quan Âm Linh Hiển. Tôi xây dựng trên đất tổ nổi, trên 15 mẫu, ở tại miền Trung Quảng Trị. Và một tượng Quan Âm khác cho tu viện Linh Trì, một tượng nữa cho Thôn Yên, một tượng cho tu viện Quan Âm Nam Hải. Còn tu viện Kim Sơn đã có tượng cao đến 10 thước, chưa dừng, đừng còn nằm ở trong công viên tu viện. Thì trong 4 pho tượng Quan Âm mà đang tạc bên Việt Nam á, là trên 150.000. Một số Phật tử đã phát tâm cũng được trên dưới 75.000 rồi. Còn 75.000 nữa, kể cả tiền trên chợ thì chắc cũng cần khoảng 100.000 nữa. Thành ra quý vị tùy tâm, mạng nguyện. Vậy là một người phát tâm cũng cho 50, 100, 200 hoặc nhiều hơn, ít hơn. Tùy tâm mạng nguyện, tức là tùy cái sự phát tâm của quý vị mà cái nguyện xây dựng các pho tượng Quán Âm.
thiết lập trên các tu viện mà chúng tôi thành lập tại Hoa Kỳ và Việt Nam được thành tựu. Và mãn nguyện là khi mình làm mình vui, cúng tiền để làm cái chuyện phước mình cũng vui, mà không cúng được mình cũng cho một cái lời cầu nguyện tùy hỷ cũng vui. Chứ đừng có đặt vấn đề nói tại sao thầy phải lập tu viện nhiều làm gì. Đừng có đặt vấn đề là tại sao thầy phải đặt những cái tượng Quán Âm cao đến 7 thước, 10 thước như thế. Đừng có đặt vấn đề. Khi tôi làm là tôi có chú ý. Bởi vì 100 năm mình không còn nữa, nhưng mà pho tượng đó có thể cả 1000 năm cho con cháu, cho nền văn hóa và cho những cái biểu tượng về hòa bình, về tự do, về cái hạnh từ bi của Đức Quan Âm và của chư Phật. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp ở trong những pháp thoại tới. Vị nào có phát tâm công đức liên lạc về tu viện Kim Sơn để hồi hương. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Hôm nay, Đông Phương xin chia sẻ đến quý vị bài viết Hiếu đạo là bổn phận của những người con. Có con Ken Ken, hiếu thảo với cha mẹ, ngày ngày đi kiếm mồi về, nuôi dưỡng cha mẹ già yếu của mình. Có một lần, nó mắc chân vào bẫy của người thợ săn. Được hỏi, người đời thường bảo rằng Ken Ken có mắt rất sáng, thấy rõ tử thi ở rất xa. Vậy tại sao ngươi lại mắc vào bẫy của ta? Ken Ken thưa rằng, này anh thợ săn, có hai điều mà ai ai không thể trông thấy được. Một là tai nạn, và hai là cái chết. Nó đến bên ta cũng không hay biết được, mặc dù ta có mắt thấy ngàn dặm. Vì vậy, tôi mắc bẫy của anh. Nghe đáp, người thợ săn cho rằng, Ken Ken biết nói và có trí tuệ, chắc là có hiếu thảo với cha mẹ, bèn thả Ken Ken ra. Ken Ken ấy là tiền thân của Phật Thích Ca. Sau khi thành đạo, ngài càng hiểu công ơn vô bờ bến của cha mẹ. Để đáp đền công ơn đó, ngài phải nhập một hạ tại cung trời Đao Lợi để thuyết pháp độ Phật mẫu đắc được đạo quả Tu Đà Thường. Còn đối với phụ vương, ngài cũng thuyết 1000 câu kệ ròng rã 7 ngày đêm cho đến khi vua cha đắc đạo quả A-La-Hán. Rồi sau đó ngài cũng phụ bá quan trào thần văn võ, liệm thi hài và khiêng quan tài của phụ vương đến đài hỏa táng. Chừng đó, chúng ta cũng đủ thấy lòng yêu kính của Đức Phật đối với song thân, những người đã sinh thành ra một nhân cách tuyệt thế. Trong Brahma Sutta, Đức Thế Tôn dạy cha mẹ là hai đấng có công ơn vô lượng vô biên đối với con cái. Nếu người con nào có hiếu ra sức thâu phục 5 châu 4 biển cho cha mẹ cai trị, hưởng sự an lạc, độc định của trần gian, nhưng vẫn chưa đáp đền công ơn sinh dưỡng trong muôn một. Vì người ấy chỉ lo phần vật chất của cha mẹ trong kiếp hiện tại. Phàm người con có hiếu phải cố gắng làm sao cho cha mẹ biết tu hành để giải thoát. Nghĩa là phải làm sao cho cha mẹ thực hành tu tập để hiểu được thế nào là nghiệp và tin tưởng ở nơi Tam Bảo. Hiểu điều đó để biết bố thí cho người đời, dẹp bỏ lòng tham lam, giúp người nghèo khó, hằng tạo duyên lành cho mai sau. Hơn nữa, phải biết bố thí, trì giới và tham thiền, giữ cho thân khẩu ý được thanh tịnh và trong sạch, giúp cho cha mẹ hiểu được cuộc đời là vô thường, khổ não và vô ngã. Còn khi cha mẹ đã quá vãng, phận làm con phải biết làm việc lành để hồi hướng cho cha mẹ. Câu kệ ngôn Sonananda trong bộ Túc Sanh Chuyện Đức Phật dạy rằng: cha mẹ hy sinh tất cả hạnh phúc cho con. Khi bà mẹ biết rằng trong mình thọ thai, chưa biết mặt con ra sao, trai hay gái, nhưng trong lòng băn khoăn lo sợ, hằng van vái bào thai được bình an. Như vậy cũng chưa vừa lòng, bà còn đi coi bói cho biết con trai hay con gái, rồi xem năm tháng, ngày sanh có tốt không, lại còn tìm hỏi các bậc lão thành, coi khi có thai phải kiêng cự những gì, ước mong và cầu khẩn xin cho sanh quý tử. Theo truyền thống Phật giáo Nam Tông, không có lễ Vu Lan, nhưng hòa mình trong không khí của ngày lễ hội và đồng thời để tạo điều kiện cho người Phật tử hướng đến việc thiện thường. Ngày rằm, tháng 7 mỗi chùa đều có tổ chức lễ đặt bát hội và cúng dường lễ phẩm tứ sự đến chư tăng để hồi hướng phước báo cho cha mẹ đã quá vãng. Việc làm trên
để nhắc nhở người Phật tử nhớ tưởng đến cha mẹ đã quá vãng và cũng nhắc người Phật tử tu tập hành bố thí. Ngày nay, cuộc sống hối hả bận rộn, làm thế nào để thực hành những điều Đức Phật đã dạy cho xứng đáng là bậc chí nhân chí hiếu? Mỗi ngày là chúng ta phải bận bịu với vô số công việc. Hơn nữa, mỗi người ngoài công việc ra, ta còn phải có thật nhiều trách nhiệm với mọi người. Bản thân nhỏ bé, với một sức lực có hạn như chúng ta, làm sao để chu toàn mọi việc mà không phải khỏi phụ lòng, sinh dưỡng của cha mẹ? Buổi sáng, chúng ta đi ngoài đường, thấy trên phố có những cụ già ngồi cuốn mình trong tấm ni lông bên gốc cây. Ta tự hỏi, những người ấy vì sao phải ra nông nỗi thế này? Chẳng lẽ họ chưa từng có gia đình, con cái hay sao? Ta nên nghĩ rằng, có cha có mẹ trong nhà, giống như có chư thánh hiền tăng để phụng dưỡng, cúng dường cho cha mẹ là công đức vô lượng vô biên của chúng ta. Vì cha mẹ cũng như các bậc thánh tăng đã sinh thành cho ta một cuộc đời dưỡng nuôi ta nên hình nên vóc. Vậy thì, một lời nói lớn tiếng, kém lễ độ trong khi ta bực bội, không cố ý cũng đã làm xúc phạm nặng nề đến công ơn trời bể của cha mẹ. Huống hồ quanh ta vẫn còn có những hạng người đuổi cha mẹ ra khỏi nhà, chửi mắng cha mẹ thậm tệ. Ngày nay, thậm chí có những bậc cha mẹ ngồi ăn cơm với hàng dâu hoặc chàng rể mà nước mắt cứ nghẹn ngào. Chẳng những không quạt nồng ấm lạnh mà còn tiết cả chiếc bánh, chung trà khi người đến thăm vì sợ người ở lâu, sợ phải cho cái này cái nọ, trong khi đó cha mẹ cho mình cả gia tài không tiếc. Hạng người như vậy ắt sẽ không hưởng được hạnh phúc gia đình, ắt không tránh được những điều kinh khủng nhất trong cuộc sống. Mà đã là kẻ hạ nhân như thế, làm sao có thể có được quyền cao chức trọng ở trên đời, làm sao có được lòng thương tưởng của đại chúng. Người mà bất hiếu với cha mẹ thật không thể sánh bằng loài thú. Họ sẽ chẳng thể nào được làm người tiến hóa trên bậc thượng nhân, sống trong cõi thanh cao mà có thể còn bị giáng xuống bậc nhân loại thấp kém để gội rửa tội lỗi, ác nghiệp mà mình đã gây ra. Cho nên, phần sự làm con, ta phải biết công ơn cha mẹ và lo đền đáp. Đó là con đường của bậc thánh nhân. Bây giờ trời đất chuyển mùa mưa xa, gió lạnh, ta phải yêu thương phụng thờ cha mẹ, lo cho người miếng ăn giấc ngủ, chăm sóc người khi trái gió trở trời, để cơn mưa không buồn như tiếng ai khóc mẹ, để không như lá vàng rơi lặng lẽ cuối thu. Chẳng những thế, ta còn phải biết chia sớt tình thương yêu lòng hiếu thảo của mình đến những người già neo đơn đôi cúc. Đó mới là đạo nghĩa ở đời, và đồng thời còn giúp ta có dịp làm việc thiện để hồi hướng cho cha mẹ của ta. Câu chuyện đến đây là hết. Đông Phương xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả và chúc quý vị một ngày thật bình an. Nếu không có hạnh phúc một đời, ta hãy tìm hạnh phúc một năm, một tháng. Nếu không có một tháng, một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày, một